Mà con thấy cái bông mít nó lung linh chưa? Bông mít ruột đỏ khi mà nó mở mở yếm ra nó nhỏ vậy thôi nè quý bà con. Và khi bắt đầu nó hình thành cái vỏ gai, sau đó hạt phấn mới xuất hiện. Nên là cái nụ của mít ruột đỏ nó sẽ nhỏ hơn so với cái nụ của mít Thái. Và câu hỏi quý bà con hỏi Hằng Anh nhiều nhất là bí quyết gì để bông mít ruột đỏ, để vườn mít ruột đỏ ra bông đúng thời điểm? Đây là một trong những cái vườn mà Willow Farm đảm nhận cái quá trình làm bông nuôi trái mít ruột đỏ. Mít ruột đỏ là một trong những loại có đang có giá trị kinh tế rất là cao bên cạnh cây sầu riêng. Mặc dù tuổi đời của nó không được mênh mông, không được dài lâu giống như sầu riêng, nhưng mít ruột đỏ so với thời điểm hiện tại tầm khoảng 20 hăm mấy ngàn một ký trở lên là đã có lời rất nhiều, lời 10 ngàn ký rồi quý bà con. Và những thời điểm nó lên 7 80 ngàn ký, 100 120 ký thì những thời đó chúng ta lời bể tay luôn, và con chúng ta có thể xây nhà, mua xe cho con đi học, mua thêm vàng xi men học sàn rồi các kiểu cho vợ của mình, đều rất là có ý nghĩa và rất là dễ dàng với việc mà chúng ta đầu tư vào mít ruột đỏ. Hoàng Anh cũng có đầu tư vào mít ruột đỏ nha quý bà con. Và bây giờ làm sao để mít ruột đỏ của mình ra bông đúng thời điểm? Tại vì hồi nãy Hoàng Anh vừa nhắc tới giá, giá của mít ruột đỏ nó sẽ có những thời điểm trong năm giá rất cao, cụ thể đầu năm thì chúng ta có tháng 1, tháng 2, có thể kéo dài tới tháng 3. Còn đối với giữa năm thì chúng ta sẽ có cuối tháng 7, tháng 8, tháng 9 và đầu tháng 10. Đó là những thời điểm mà mít ruột đỏ có giá trái rất chi là cao nha quý bà con. Vậy thì từ khi mà mít ruột đỏ chúng ta làm phương pháp lùi nha, chúng ta làm phương pháp lùi thì mít ruột đỏ từ lúc mà ra bông tới cái khi mà nó thu nó già đó, từ khi mà nhóm bông giống như là nó nhóm cỡ này nè, tới khi già là tầm khoảng 5 tháng, 5 tháng hơn, thì là quý bà con chúng ta thấy là khoảng 5 tháng 20 ngày đó, thì quý bà con chúng ta 6 tháng đi cho nó rộng rãi về mặt thời gian ha. Thì chẳng hạn như là quý bà con chúng ta muốn bán tháng 8, muốn bán tháng 7 thì quý bà con lùi lại 6 tháng thì bà con phải làm bằng đầu tháng 1. Muốn bán tháng 1 thì bà con lùi lại 6 tháng thì bà con phải làm khoảng đầu tháng 7. Thì đầu tháng 7 này đây là thời điểm để quý bà con chúng ta làm bông mít ruột đỏ bán được giá cao cho tháng 1, tháng 2 và tháng 3 âm lịch năm 2025 nha quý bà con. Nên quý bà con chúng ta cần phải lưu ý khúc này. Và Hoàng Anh xin phép được chia sẻ trong video này một cái bước rất là quan trọng để quý bà con chúng ta làm bông thiệt là chặt chẽ và sớm ra bông. Tại vì trong cái quy trình mà 5 tháng tới 6 tháng này, Hằng Anh tính thời gian từ cái lúc mà bắt đầu bước vào ém gốc làm bông là chỉ có một tháng thì cây mít ruột đỏ phải ra bông thì nó mới đúng được thời điểm nha quý bà con nhé. Thì cây vườn mít ruột đỏ này đúng thời đúng vào đúng một tháng là ra bông luôn, xịt đúng bốn cử luôn bà con, xịt đúng bốn cử thì ra bông, thậm chí bây giờ còn một số cái bông nó đang ra nè. Nhiều quý bà con nói Hằng Anh là cái bông này nó hơi dài nha con, bông này không biết phải bông trái không, đây nó hình thành bông trái nha quý bà con, bông này là bông cái bình thường nè, bông này cũng hình thành bông cái thì dĩ nhiên cái cuốn nó hơi dài thì cái phần dưới này nó sẽ hình thành cái nó hóa gỗ cái phần này, và bên trên này nó vẫn là bông ấy nha quý bà con, nó vẫn là bông cái bình thường, nên quý bà con chúng ta yên tâm. Đây nè, nó cuốn nó hơi dài và vẫn ra bông cái, hay là bà con chúng ta muốn cuốn cục sát vậy rồi bắt đầu cái trái nó nha, trái nó tròn ngủm rồi nó tròn quay rồi nó không lớn bà con. Có nhiều vườn Hoàng Anh gặp như vậy rồi, Hoàng Anh không có phê cái kiểu đó. Đối với cái bộ làm bông của Willow Farm thì Hằng Anh không có bỏ bạc lò trong đó, Hằng Anh không có siết cái cây, mà anh không có làm cho cây xì mủ, cơ bản là Hằng Anh giúp cho cây ém gốc thật là kỹ và chích bông ở trên thiệt là chặt, như vậy thì nó sẽ ra đó. Mà con thấy cái cây này ra bông quá trời luôn, nãy đếm bao nhiêu bông hết nha, 10 bông bự phải không? Chúng ta có thể lại bỏ bớt những cái bông vị trí không cần thiết đi, tại vì giờ nó đã bông nhiều quá rồi ha bà con ha, để cho bà con chúng ta dễ đếm bông, những cái vị trí ở ngoài đầu cành này bà con bỏ đi nè. Vậy thì bây giờ cái thời điểm thích hợp để mà làm bông mít ruột đỏ nghịch vụ cái lần thứ hai trong năm 2024 là chúng ta sẽ làm đầu tháng 7 là chúng ta làm, là chúng ta có trừ hao là chắc chắn nhất á. Rồi nếu bà con chúng ta làm trễ thì bà con chúng ta có thể làm đâu đó xung quanh tầm khoảng tháng 7 là ok nha quý bà con. Bước qua tháng 8 thì Hoàng Anh sợ mưa nhiều hơi trễ, bà con làm tháng 7 giúp dù Hoàng Anh đi, Hoàng Anh sẽ đồng hành với bà con. Ngày hôm nay thì Hoàng Anh chia sẻ vậy hết quý bà con chúng ta một cái bước rất quan trọng mà bà con chúng ta dễ bị sao bà con, dễ bị lầm ở chỗ này, đó là phần ém gốc. Rồi về cái việc cành bơi trước khi làm bông, bà con chúng ta cắt cành bơi giúp dù Hằng Anh, chẳng hạn như nếu vừa ngày làm bông mà Hằng Anh đi cắt cành bơi, Hằng Anh sẽ cắt sát cái cành này, cắt Hằng Anh cắt kê sát cái nhánh này vô, đây là nhánh này là nhánh đực nha quý bà con, và chúng ta cắt là chúng ta cắt sát vô những vị trí mà có vết thương hở, nó rất là dễ ra bông, chứng minh cho quý bà con luôn. Đây những vị trí này là vết thương hở, cắt những cái cành bơi nè, những cành bơi cũ nè, bà con thấy không, là nó ra bông, những cái vị trí này ra bông, những cái vị trí mà nó dễ nhú mà bông nhữ mắc cua nhất là những vị trí mà chúng ta cắt cành, và chúng ta sẽ cắt cành bơi trước khi làm bông.
để cho cái vết thương chỗ đó nó khô lại. Và cái chỗ đó nó khô lại rồi thì cái bông, cái mắt cua của mít ruột đỏ nó rất là dễ bị nhú ra, được nhú ra ở chỗ đó nha quý bà con ha. Nên quý bà con chúng ta nhớ lưu ý dùm thằng Anh là cắt cành bơi trước, cắt cành bơi mít ruột đỏ trước khi làm bông. Và cắt là như thế nào? Cắt sát, cắt sát luôn. Chẳng hạn như cái cành này là chúng ta đưa cái mát kéo chúng ta cắt sát vô luôn, nó tạo một cái vết thương rất là nhỏ và rất là nhanh lành, rất là nhanh khô. Và cái chỗ đó sẽ là chỗ ra cái bông mít ruột đỏ nha quý bà con ha. Đây, anh sẽ bỏ hết những cái bông ở ngoài đầu cành này đi cho nó dễ dòm, cho nó tập trung vào những cái bông của chúng ta ha. Cái cuốn bông này nó hơi dài rồi, mình bỏ luôn. Đây, bông nè, nó có bông dái luôn nè bà con ha. Rồi, bông này cũng là bông. Đấy, bông, rất là nhiều bông. Chúng ta đợi cho nó lớn thêm chút xíu nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tuyển thêm đợt nữa nha quý bà con. Những cái vị trí này nó cũng vẫn đang ra nè. Quý bà con chúng ta muốn để bông truyền thì chúng ta để luôn. Đây, ha. Đây, cái cuốn này dài dài nhưng vẫn là bông nè quý bà con. Bà con thấy không? Ra những cái vị trí mà nó làm sao? Ra những cái vị trí mà cắt cành không nè. Nên việc đầu tiên quan trọng nhất là bà con chúng ta phải cắt cành bơi trước khi làm bông để cho vết thương nó khô lại. Rồi, cái việc quan trọng thứ hai Hằng Anh muốn chia sẻ ở đây đó là cái phương pháp ém gốc. Quý bà con hay lăn tăn chỗ này lắm, mà ngày hôm nay Hằng Anh tập trung chia sẻ cái phương pháp ém gốc này. Ém gốc, bà con thay vì chúng ta sử dụng lân và kali bên ngoài như lân văn điển hoặc súp mê lân hoặc lân long thao, lân văn điển rồi lân súp mê lân đồ đó, thì quý bà con chúng ta sẽ có một phương pháp thay thế. Thì vì Hằng Anh thấy ở ngoài thị trường hiện tại bây giờ các cái đại lý thuốc bảo vệ thực vật, bà con chúng ta đi mua những cái loại lân ém gốc mà loại đặc thù có chỉ số lân cao và không có nhiễm tạp chất thì là Hằng Anh thấy rất ít, và đặc biệt là chỉ số kadimi nằm trong cái mức cho phép thì rất là khó luôn. Thì khi đó Hằng Anh mới thấy là chắc là Willofarm phải hỗ trợ quý bà con chúng ta khúc ém gốc này. Tại vì nếu ém gốc không chặt thì nó rất là dễ nhập nhằn giữa sinh trưởng và sinh sản, làm cái bông của mình ra rất là yếu. Rồi bà con chúng ta sao nó gặp được những cái khái niệm nó bị đồng hóa trên thị trường như là thiếu dấu đồ này kia đó. Rồi trong đó bà con chúng ta đọc thành phần không kỹ thì trong cái phần bao ém gốc đó, Hằng Anh gặp rất nhiều vườn gặp cái vấn nạn là gì, trong cái ém gốc mà cái chỉ số đạm là đạm cá rất là cao. Rồi sao bà con, rồi cái chỉ số lân nó gần gần bằng chỉ số đạm luôn, và trong đó nó có cả ém gốc mà nó có cả humic luôn, nên thành ra là cái rễ ra quá trời luôn và cái đọt có ra ầm ầm luôn. Rồi ở dưới thì ém không chặt, ở phía trên thì đọt kích đọt có ra là phải đi rồi đi cái kích bông á quý bà con, còn phải đi sao bà con, đi quản lý đọt, đi chặn đọt nữa, nó khó lắm và nó tốn chi phí về sau rất là nhiều. Và vì cái khó đó nên Hằng Anh bắt đầu mới suy nghĩ và đưa bà con chúng ta một cái giải pháp mà Hằng Anh đãi cờ cầm, đó là cái xô bạch long nano xanh. Bạch long nano xanh này thành phần chính yếu của nó là lân ở dạng tinh khiết nha quý bà con, không có đạm. Ngoài lân ra thì nó còn bổ sung thêm kẽm ở trong này, trung vi lượng và đặc biệt là nguyên tố kẽm. Kẽm thì bà con cũng biết rồi, nó sẽ làm xanh lá dày lá, và khi mà ém gốc thì chúng ta cũng cần làm xanh lá dày lá cho nó nhanh, vì xanh lá dày lá thì nó đầu nó làm sao bà con, nó không có bị cạnh tranh dinh dưỡng nữa và nó phát cái tín hiệu thiệt là mạnh để cho các cây mình bắt đầu tiến hành vào quy trình sinh sản đúng không bà con, nó không bị nhập nhằn. Nó liên quan tới việc là lá nó chuyển già nhanh thì nó không bị nhập nhằn giữa cái việc mà đi chơi hay là đi đẻ thì nha quý bà con ha. Nó rất là quan trọng ở chỗ cái phần ém gốc. Rồi, khi chúng ta sử dụng bạch long nano xanh thì thứ nhất là lân tinh khiết nhiều, thứ hai là hàm lượng trung vi lượng cao, cung cấp một cái ngoài cái việc xanh lá ra thì nó cung cấp một cái sức đề kháng, xây dựng hình thành sức đề kháng cho cây mẹ để cây mẹ vượt cạn ra bông một cách thành công như quý bà con. Thì cái lân ở trong này cái hàm lượng nó từ 40 mấy tới 50%, ở trong cái xô bạch long là 40 mấy tới 50% lân. Thì nhiều quý bà con hỏi Hằng Anh là nếu sử dụng xô bạch long thì có cần phải bổ sung thêm kali không và là kali gì. Nếu bà con sử dụng xô bạch long để mà ém gốc mà ở cái vùng đất mà bà con thấy là nó không có quá màu mỡ đó thì không cần phải bổ sung thêm kali. Còn cái vùng nào mà quá màu mỡ thì bà con chúng ta cần phải bổ sung thêm kali cho mỗi một gốc mít như thế này là tầm khoảng 100 tới 200 gram kali sunfat như quý bà con lấy công thức hóa học mua cho nó dễ. Kali sunfat một gốc mít như vậy thì từ 100 tới 200 gram, tùy theo độ sung của nó và tùy theo cái đất đó có đang có dinh dưỡng nhiều hay là ít. Nếu đất dinh dưỡng nhiều chúng ta sử dụng 200 gram kali sunfat, nếu mà đất dinh dưỡng ít hơn chút xíu sử dụng 100 gram. Nó đơn giản là mình thấy cái đọt nó đã già rồi thì bà con chúng ta sử dụng không cần phải có kali sunfat luôn cũng được. Sử dụng xô bạch long không thì cũng đã thấy êm rồi. Một cái xô như thế này là 20 lít bà con cộng với lại cho anh là bao nhiêu ạ? 4000 lít nước, và mỗi gốc như thế này bà con chúng ta tưới tầm khoảng 20 tới 30 lít tùy theo gốc lớn nhỏ. Và đối với cái vườn mít này hiện tại bây giờ nó cũng khá là phủ tàn rồi, nên là coi như là tưới hệ thống tưới qua đều, tưới xoay hết luôn. Và pha cái này trung bình chúng ta lấy một gốc mít là 20 lít
Bạch Long Nano Xanh đã pha với nước nha quý bà con, và tích tiết kiệm chi phí cho quý bà con chúng ta luôn. Cái quan trọng là không chỉ tiết kiệm chi phí không, mà nó là loại lân tinh khiết quý bà con, nó hấp thu và nó lân vừa lân tinh khiết và vừa ở dạng lỏng nữa, nên nó hấp thu rất là nhanh vào trong rễ và nó làm cho cái rễ của mình nó hiểu được cái tín hiệu là phải đi sinh đẻ nha bà con nha, phải đi sinh đẻ chứ không có đi sinh trưởng nữa, rất là nhanh. Bà con tưới Bạch Long Nano Xanh xong, tưới nước tầm khoảng thêm 2 tới 3 ngày là cái lân ở trong Bạch Long Nano Xanh nó đã thấm xuống dưới đất rồi. Và như vậy chúng ta sẽ ngưng nước luôn, thì cái quá trình không có cung cấp nước nữa nó sẽ làm cho cái việc là tập trung đi đẻ thì nó sẽ dễ hơn đối với cây mít ruột đỏ. Còn một số quý bà con chúng ta hàng anh hới thăm vườn thì bà con chúng ta sử dụng giải pháp lân ở bên ngoài, cái lân viên á, thì trong đó chắc chắn nó sẽ có tạp chất để nó vo thành viên, thì mà con tưới nước tầm khoảng 7 ngày mà anh thấy cái xác của cái hột lân đó nó vẫn còn ở trên cái clip, thì anh hỏi là ủa sao cái lân này nó chưa tan, nó anh tưới nước 7 ngày rồi mà nó chưa có tan hoàn toàn. Cái thằng anh mới hiểu rằng trong này nó tạp chất rất là nhiều và chúng ta phải tưới nước nhiều. Và con thấy tưới nước 7 ngày thì nó cũng gặp rất là nhiều vấn đề cho cây mít của mình rồi phải không, rễ nó phải hút nước rất nhiều rồi phải không, nên là bà con chúng ta thấy cái khúc này nó cũng rất là chính yếu, rất là quan trọng ha. Nên khi mà con chúng ta sử dụng Bạch Long, chúng ta tưới nước tầm khoảng 2-3 ngày thôi thì cái lượng lân ở trong Bạch Long Nano Xanh nó đã thấm xuống đất rồi. Như vậy thì nó sẽ rất hiệu quả cho việc ém gốc thành công nha quý bà con nha. Đây là một cái điểm rất là quan trọng mà Hoàng Anh muốn chia sẻ quý bà con chúng ta để giúp cho cái vườn mít ruột đỏ quý bà con chúng ta ra bông đúng thời điểm, là chúng ta phải ém gốc cho thật là chặt. Ém gốc thì chúng ta giải pháp bình thường thì có lân và kali. Lân đó thì bà con chúng ta sử dụng gốc này khoảng 1,5 kg, kali thì chúng ta phải dùng khoảng 0,5 kg, nhưng mà phải là lân đúng, phải là lân tạo mầm không có humic, không chỉ số đạm nó phải thấp hơn chỉ số lân ít nhất là 3 lần và không có humic nha bà con ha. Thì như vậy thì em ém gốc mới thành công. Còn nếu bà con chúng ta không mua được loại lân đó mà ém gốc cũng thiệt là chặt thì bà con chúng ta sử dụng giải pháp là Bạch Long Nano Xanh giúp cho Hoàng Anh. Và chúng ta tưới bao nhiêu lần Bạch Long Nano Xanh ạ? Tưới chỉ có duy nhất một lần thôi nha quý bà con. Và sau đó chúng ta sẽ ngưng tưới Bạch Long luôn và ngưng tưới nước luôn để cho cái lá của chúng ta bắt đầu hấp thụ lân. Cho cái lá chúng ta bắt đầu hấp thụ lân và lá bắt đầu sẽ hấp thụ trung vi lượng, đặc biệt là kẽm để làm cho lá mình nó nhanh già. Thì khi cái lá mình bắt đầu nó mở hết ra, để Hoàng Anh kiếm cái cỡ lá đó. Này, khi bà con chúng ta vô lân thì lá nó cỡ như vậy. Khi bà con chúng ta thấy cái Bạch Long mà nó thấm vô rồi ha, cái lá nó sẽ chuyển qua, để Hoàng Anh kiếm cái cơ đọt điển hình. Bên này nó mới nhóm đọt lại nên chưa, nó ra bông rồi bắt đầu mới nhóm đọt lại đó quý bà con. Đây lá nó. Khi đó bà con chúng ta sẽ thấy cái lá nó sắp đầu nó già hơn cái lá này một chút. Khi mà thấm Bạch Long rồi cái lá nó sẽ già hơn và nó dày hơn cái lá này một xíu nữa. Khi vậy thì bà con chúng ta mới đây, không phải cỡ này. Khi đó chúng ta mới bắt đầu lên cái để Hoàng Anh kiếm cái cỡ lá đó để Hoàng Anh cho quý bà. Đây. Cỡ này. Khi bà con thấy nó thấm Bạch Long rồi cái lá nó sẽ cỡ dày. Nó vừa xanh và nó bóng. Nha bà con nhé. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu lên bộ tứ, khóa lá và lá thần bông thiên hương, thì như vậy thì cái đọt của chúng ta sẽ đứng rất là lâu. Cái đọt này bây giờ nó mới nhóm lại nè quý bà con, nó ra bông xong rồi nó mới nhóm lại đó, chứ từ hôm gài là không đi công thức chặn đọt trong quá trình làm bông, không đi công thức chặn đọt luôn nha. Tại vì trong cái bộ tứ nó đã có già lá và thiên hương đó đã chặn đọt rồi và thằng Bạch Long nó đã ém gốc rất chặt rồi nên đọt không đi nổi luôn. Hơn một tháng rồi bắt đầu mới nhóm đọt và con thấy rất là hay. Và chia sẻ lại quý bà con là chúng ta muốn cho cái bông vườn mít của mình ra bông đúng thời điểm thì chúng ta cần phải ém gốc thiệt là chặt bằng Bạch Long Nano Xanh giúp dùng Hoàng Anh nha. Và chúng ta phải để ý tiếp theo nữa là cắt cành bơi trước khi làm bông cho cái vết cắt nó sát vô cái cành để cho nó khô sớm. Như vậy những vị trí đó nó sẽ đẩy cái mắt cua rất là dễ, là cái thứ hai. Cái thứ ba, phải quản lý cái mực nước của mương, nếu ở miền Tây quản lý cho nó càng thấp càng tốt. Cái thứ tư, cỏ phải được dọn sạch, giống như vườn này mà con thấy cỏ vô cùng thông thoáng luôn. Như vậy thì cái việc mà giảm cái sự tích lũy nước và giảm cái ẩm độ khi mà bị mưa đó nó sẽ giảm tối đa. Nói chung là cái lúc này là nếu không có mưa thì cũng khoan tưới nước, tới khi nào mà cái bông mít của mình nó ra được tầm khoảng 1-3 cm, cái cuốn bông hình thành rõ ràng, cái nụ bông cái hình thành rõ ràng rồi chúng ta mới nhấp nước. Còn cái quy trình chiến giữa thì Hằng Anh sẽ chia sẻ với bà con chúng ta sau. Tuy nhiên trong video này Hằng Anh muốn nhấn mạnh với bà con là ở ngoài thực tế thị trường có rất nhiều cái loại mà lân ém gốc không thành công, gây khó khăn cho quý bà con chúng ta, thì chúng ta hãy sử dụng Bạch Long Nano Xanh nha. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.